Kính chào tất cả quý vị khán thính giả đã quay trở lại chương trình tin tức người nổi tiếng. Ca sĩ Kim Ngân là ai? Chồng của ca sĩ Kim Ngân là ai? Ca sĩ Kim Ngân hải ngoại không chỉ đẹp trên hình bìa băng đĩa và trên sân khấu, mà ngoài đời cô cũng rất đẹp, rất sexy, nó năng nhẹ nhàng. Ngoài hình thể quyến rũ, tiếng Anh lưu loát, lợi thế khi hát nhạc ngoại quốc, thì Kim Ngân còn có sự hậu thuẫn lớn từ gia đình chồng. Chồng cũ của Kim Ngân là Tiến Bắc. Người này là em ruột của chủ trung tâm Lạc Văn. Tiến Bắc cũng là em ruột của Thanh Lan. Ở Mỹ khi ấy có hai Thanh Lan, Thanh Lan lớn tuổi làm bầu, Thanh Lan trẻ tuổi là ca sĩ hát nhạc Pháp đình đám. Thanh Lan mà lớn tuổi là trùm băng đĩa thời năm 1985. Tiến Bắc và Kim Ngân từng làm trợ lý cho trung tâm Thanh Lan. Hai vợ chồng Tiến Bắc, Kim Ngân cũng có trung tâm Kim Ngân, từng làm mấy cuốn băng cũng bán được. Cuốn tình sử Romeo và Juliet do đích thân Kim Ngân đặt hàng, Lê Đức Cường hòa âm. Vâng, chồng của Kim Ngân là ai? Năm 1982 thì ca sĩ Kim Ngân lấy chồng là Nguyễn Tiến Bắc, khi đó bà mới 19 tuổi. Em trai bà Dương Thị Thanh Lan, giám đốc trung tâm phát hành băng đĩa nhạc Thanh Lan. Hai vợ chồng bà có hai đứa con gái tên là Mai Khanh và Thúy Anh, hiện nay đều đã lớn. Đến năm 1993 thì hai vợ chồng bà không cùng sống với nhau nữa. Tuy nhiên đến năm 1996 thì bà Kim Ngân có thêm một đứa con trai nữa. Khi đứa bé này được 1 tuổi thì được nhân viên sở xã hội đến và đem đi. Ca sĩ Kim Ngân có cuộc sống gia đình như thế nào? Nhắc đến Kim Ngân thì khán giả nhớ ngay đến một nữ ca sĩ trẻ đẹp nức tiếng trong một thời, trong những năm 80 của thế kỷ 20. Bà cũng từng là một hoa khôi nổi tiếng ở Sài Gòn. Thời kỳ đó thì nữ ca sĩ Kim Ngân là một ca sĩ với phong cách sôi nổi, tràn đầy nhựa sống, một phong cách sexy cùng với âm nhạc tươi trẻ thu hút biết bao khán giả Việt ở hải ngoại. Nổi tiếng một thời, ca sĩ Kim Ngân từng có cả một trung tâm băng nhạc của riêng mình. Cuộc sống gia đình rất êm ấm và hạnh phúc. Một cuộc sống danh giá mà bao người mơ ước. Nhưng rồi mọi thứ có được trong cuộc sống của nữ ca sĩ đình đám một thời này lại mất đi tất cả khi lao nhanh vào cuộc chơi ma quái với những chất nghiện quyến rũ, cần sa, ma túy, bạch phiến. Hiện tại thì bà đang sống một cuộc sống vất vả, không có nương tựa. Từng sinh sống ở đường Hoàng Diệu, khu Khánh Hội, cha mẹ của bà từng là tài phán cho vợ chồng ông Ưng Thi, chủ rạp Cineres ở quận Nhất, Sài Gòn. Vào năm 1975 thì ca sĩ Kim Ngân cùng với mẹ và hai em, một gái, một trai sang Hoa Kỳ định cư. Do mới 12 tuổi nên Kim Ngân cũng không rành tiếng Việt, do chỉ học tiếng Pháp từ lúc mới lên 5 tuổi. Rồi đến khi Kim Ngân lên 22 tuổi, bà đã có được nhạc sĩ Trường Hải phát hiện và dẫn dắt vào con đường nghệ thuật từ đó. Đến năm 1983, ca sĩ Kim Ngân đã phát hành ra video Không. Đây là cuốn video Việt Nam đầu tiên được sản xuất tại hải ngoại. Trong cuốn video này thì ngoài nữ ca sĩ Kim Ngân còn có giọng ca kỳ cựu như Trường Hải, E, Viết Phương, Lê Yên Phương. Với phong cách đậm chất lửa, cuốn băng video ấy đã trở thành cuốn băng bán chạy và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả mến mộ. Đặc biệt nhắc tới nữ nghệ sĩ này, người ta thường nhớ tới bản nhạc Pháp Edu Soi Hầu, một bản nhạc ca không thể không nhớ tới. Vâng, ca sĩ Kim Ngân và một số thông tin khác như thế nào? Ca sĩ Kim Ngân hồng nhan một thời và lầm lỡ một thời. Từ khoảng thập niên 1980 thì có một nữ ca sĩ rất là trẻ trung, xinh đẹp, tràn đầy nhựa sống với cái lối trình diễn mà trên sân khấu rất cuốn hút, như làn gió tươi mát khuấy động làn nhạc hải ngoại vốn đang phủ bởi dòng nhạc buồn, thể hiện cái sự hồi nhớ cố hương của những người Việt xa quê chỉ là vừa mới ổn định cuộc sống nơi xa xứ người. Người ca sĩ đó là Kim Ngân, một nữ mỹ nhân tuyệt sắc năm xưa, nay trở thành kẻ lang thang không nhà không cửa. Vâng, dù có giọng hát không có gì nổi trội, nhưng nhờ cái ngoại hình quyến rũ thì nam nữ ca sĩ Kim Ngân á, từng là một trong những ca sĩ trẻ đẹp ăn khách nhất hải ngoại, từng mở cái trung tâm âm nhạc lớn ở hải ngoại mang tên Kim Ngân và Thúy Anh để sản xuất những cái băng đĩa nhạc để đời mà ngày nay cũng còn nhiều người tìm nghe. Nổi bật nhất là những cái bài mà liên khúc Tuấn Vũ để trở thành huyền thoại. Thời trẻ Kim Ngân từng có một gia đình trẻ êm ấm với hai cô con gái xinh đẹp. Cuộc đời và sự nghiệp của cô dù không phải là tột đỉnh vinh quang nhưng cũng đạt được những cái điều mà ai cũng mơ ước. Nhưng rồi tất thảy mọi điều đã vụt khỏi tầm tay của Kim Ngân.
Cuộc đời cô tụt dốc không phanh kể từ khi vướng vào vòng tay của nàng tiên nâu. Cộng đồng người Việt sống tại Leicester, Sài Gòn nhiều năm trở lại đây, không ai không xa lạ với hình ảnh người phụ nữ ốm nhom, tóc tai bù xù, mặt đen nhuốc, đen đuổi, vai đeo cái túi sách, hàng ngày bước lang thang như kẻ không hồn dọc phố Bô Sa. Đôi khi đứng lặng nhìn về phương trời rất là xa xăm, nhìn thấy cái tượng đó, không nhiều người biết người đàn bà này từng là một gia nhân tuyệt sắc, là ca sĩ nổi danh Kim Ngân 30 năm trước. Vâng, các bạn có thể xem những cái hình ảnh ở trên video để thấy được những cái hình ảnh trái ngược trong cuộc đời một người nghệ sĩ, để rồi buông cho số phận một kiếp người sống lỡ làng. Ca sĩ Kim Ngân thì sinh năm 1963, sở hữu cái vẻ đẹp được nhận xét là không hề thua kém bất kỳ ai ở cái xứ Cali thời đó, là mỹ nhân có nét đẹp đài cát như một tiểu thư bước ra từ cổ tích. Nhan sắc được ca sĩ Kiều Nga mô tả là đến đàn bà con gái cũng phải mê mệt. Còn nhạc sĩ Trung Nghĩa nói rằng là hơn 30 năm trước, các phòng trà hải ngoại chỉ cần dán cái hình Kim Ngân để quảng cáo, ngoài cửa là bán hết bàn. Không cần biết là cô diễn hay hôm đó hay không, xin trích ra tâm sự của một người đàn ông kể trên báo Người Việt để thấy rõ rằng sắc đẹp đã làm mê đắm vạn người của Kim Ngân ra sao. Lần đầu nghe Kim Ngân hát ở vũ trường Majestic thì cô bạn gái của tôi tên Hoa, vì thấy tôi ngẩng mặt ra nhìn Kim Ngân nên cô ấy hất đổ ly rượu lên bàn, ướt lên láng rồi hùng hục giặt bóp bỏ về. Còn tôi thì mãi nhìn Kim Ngân trên sân khấu nên không muốn chạy theo. Người đâu mà xinh xắn lại nóng bỏng lạ lùng. Kim Ngân sang Mỹ năm 1975 cùng với gia đình. Tại đây cô gặp được nhạc sĩ Trường Hải và nhận ông làm cha nuôi. Từ một ca sĩ vô danh thì nữ ca sĩ Kim Ngân được cha nuôi lăng xê và trở thành nên nổi tiếng nhanh chóng và sắc đẹp, làm nhiều người phải mê đắm. Năm 1983 thì nhạc sĩ Trường Hải bắt đầu thực hiện cuốn băng video nhạc Việt đầu tiên tại hải ngoại với ca khúc chủ đề Là Không của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Được giao cho Kim Ngân, bài hát đã trở thành bệ phóng đưa cả Kim Ngân gặt hái được nhiều thành công với nhạc Việt trẻ trung thời đó gọi là nhạc New Wave. Vâng, nhạc sĩ Trường Hải kể lại là vợ tôi quen với mẹ Kim Ngân là bà Võ Thị Nhơn, tên Mỹ là Anna. Khi đó thì Kim Ngân còn trẻ lắm và vô cùng xinh đẹp mà cũng biết ca chút ít, nên là tôi mời cháu hát bản Không của Nguyễn Ánh Chính cho cuốn video đầu tiên của Trung tâm Trường Hải tại Hoa Kỳ mang chủ đề Không. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Kim Ngân là cô rất là đam mê ca hát, mặc dù là giọng hát của cô không phải là xuất sắc. Cô lại không rành tiếng Việt cho lắm, phải mất thời gian tập luyện rất là công phu mới thu âm xong bản Không. Nhưng chỉ thấy mặt cô là tôi không cần phải lo. Quả thật, cô ca bài đó với cô rất là lửa, cũng bằng ấy bán rất chạy và được rất là nhiều người khen. Năm 19 tuổi thì Kim Ngân lập gia đình với ông Tiến Bắc, em ruột của nghệ sĩ Thanh Lan, chủ trung tâm ban nhạc Thanh Lan, và có hai cô con gái là Mai Khanh và Thí Anh. Khoảng năm 1985 thì vợ chồng Kim Ngân thành lập trung tâm ban nhạc Đĩa Kim Ngân. Thời gian sau đó thì họ lập thêm một số nhãn hiệu băng đĩa khác nổi tiếng hơn, mang tên cô con gái út là Thí Anh. Nhưng rồi khi đã vươn tới được vinh quang rực rỡ, như đôi khi cũng là những cái phù phiếm trong nghề nghiệp, Kim Ngân dần sa vào cuộc sống buông thả. Các đồng nghiệp nói cô bắt đầu trễ nải, không đúng hẹn và không rõ ràng về tiền bạc trong cái công việc, nên dần dần làm mất lòng tin của người khác. Và điều ấy tất nhiên là cô dần bị loại khỏi cái làng nhạc hải ngoại. Năm 1993 thì Kim Ngân chia tay chồng khi mới vừa tròn 30 tuổi. Vừa thời điểm đó thì sự nghiệp bắt đầu xuống dốc. Kim Ngân nhỏ hơn nhiều so với các ca sĩ hải ngoại khác, nhưng trong tấm hình bên poster thì khoảng chụp những cái poster thì cô phải nói rằng là các bạn có thể nhìn thấy những cái hình ảnh mà trên video cô mới ngoài 50 tuổi thôi, mà bên ngoài nhìn tưởng đã như 70. Đó là hậu quả của những cái bước trực dài trong cái thời gian mà Kim Ngân phải sống như là kẻ lang thang không nhà, phải chịu những cái sang chấn về tâm lý và sống bằng cái lòng thương cảm của những cái đồng nghiệp cũ. Vâng, phải nói rằng là những cái ký giả như Đằng Dao trong một lần Kim Ngân gặp năm 2015 đã ghi lại hình ảnh của cô trên báo Người Việt. Người phụ nữ bước đi lúc lầm lũi yên lặng, bỗng dân hung dữ vô cớ chửi bới vang trời. Bà Phan Hồng Yến, chủ nhà sách Tứ Quỳnh ở Bô Sa, nói với báo Người Việt như sau: mỗi lần cô ấy vô đây tôi phải nhẫn nhịn yên lặng để mặc cô ấy muốn gì làm gì thì làm, coi vậy chứ rất khó, vì nhiều lần cô ấy la lối ôm sùm làm khách lạ sợ hãi. Khách quen thì họ quá biết cô ấy là một nghệ sĩ, là một người vô hại nên làm lơ. Tôi coi cô ấy như con cháu trong nhà thôi, cô ấy ra chơi ngoài này từ hồi xưa rồi.
Con người thì ai cũng có lúc thoải mái, lúc bực bội. Người tỉnh táo thì mới biết được cái kiềm chế. Hồi đó cô ấy cũng tiểu thơ, chưa có đau phải thường. Vì biết cái quá khứ cô ấy, tôi ráng mà chiều cái sự phá phách của cô thôi. Được là cái là cô không bao giờ hành hung người khác nên cũng yên tâm. Thật xót thương và buồn người cho một người phụ nữ là mỹ nhân vạn người mê, nay trở thành hồng nhan một thời, lầm lỡ một đời. Vâng, chúng ta cũng có thể thấy rằng là những cái live stream của các ca sĩ, của Thúy Nga, của Trích Phương Trinh, rồi của Kim Tiểu Long cũng đã mang đến những cái hình ảnh về ca sĩ Kim Ngân. Vâng, đau xót và rất là thấy những cái hình ảnh ở trên video. Các bạn có thể thấy rằng là sự khác biệt rất là rõ ràng thời trẻ và thời hiện tại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúc quý vị sức khỏe. Bye bye. Nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh. Nhớ nha quý vị, nhớ nha.